mô hình chăn nuôi lợn, thả rông và bò. Đấy là mô hình chăn nuôi lợn và bò thả rông đạt kinh tế cao. Dê, gọi là dê chứ về nhưng mà gọi là cả dê nữa. Trang trại Anh Hoàng ở vùng núi Yên Thành. Khéo dập phân dập ép. Ừ. Để đó. Lợn này, lợn thật rống này. Bò này. Mô hình bò thả rống phát triển kinh tế lâm giàu này. Mỗi năm có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng như nuôi bò thả rống. Phải đi mà còn chứ chắc không cơ. Lên này, lên úc núc luôn. Cứ hắn chạy. Gọi là bò thật rộng cho nên là người phải chạy xá. Gọi là lạ cả lông rồi được à? Lạ là hắn chạy hắn trộn luôn. Có người lạ cả lông vô. Lần thờ, bò thả rừng mà đụng có người lạ nó không bao giờ vô. Thì cô chủ là rệt phi vô được con là người lạ lên chạy. Lần rừng này. Lần thả trong rừng. Bò. Nắm đó. Trang trại của anh Hoàng là một năm đem lại lợi nhuận hàng mấy trăm triệu đồng. Ở đấy có lợn nuôi với mấy con chó. Trời, lớn hơn khai lớn khai ngã cho chó này. Lớn khai ngã cho chó con này, chó đây khai cho lớn. Năm trong rừng tao biết. Hả? Giọng không vậy. Lợn đi khệ ngựa, chó ấy khệ ngựa cho lợn này. Thân mật, chó khệ ngựa cho lợn. Mô hình đáng trại nuôi lợn thả rống quý hiếm. Đấy. Lên với chỗ năm chúng. Những chủ lên.